Nếu thêm được một tuyển thủ vào thi đấu BCS6 APAC thì em sẽ chọn thêm anh Rambo, nhà vô địch của PUBG Việt Nam 2019. Bởi vậy tao nói mấy thằng em bây giờ tuy nó trẻ tuổi nhưng mà nó có một cái là nó biết là kính trên nhường dưới. Đấy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là được rồi, phải không? Đó, anh em mà kiểu mà trẻ trẻ bây giờ của nền PUBG Việt Nam nên nhớ như thế, nên học thêm bao nhá. Đó, nên học thêm bao ăn kẻ ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Đấy, phải như thế nhỉ.